Ngày 2 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tiếp nhận vật tư nhu yếu phẩm cần thiết từ chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới Tây Ninh với tổng trị giá 180 triệu đồng. Đồng hành cùng đoàn là đồng chí Thượng tá Chu Công Thành, trưởng ban vận động quần chúng Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã mang những phần quà hết sức ý nghĩa thiết thực đến với cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu biên giới. Chương trình đã ủng hộ 200 chiếc võng, 2.000 chiếc khẩu trang, 120 thùng cà phê đóng chai, 60 thùng nước suối, 20 thùng mì, 300 chai nước rửa tay khô, 100 tô sứ. Tại buổi trao tặng, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, hiện nay trên toàn tỉnh Tây Ninh có hơn 100 điểm chốt chặn trên tuyến biên giới, dài hơn 240 km. Lực lượng chiến sĩ ở tuyến đầu biên giới luôn siết chặt công tác phòng chống dịch trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh và phức tạp hơn. Chính vì thế, được sự chung tay giúp sức của các tổ chức chính trị xã hội, các công ty doanh nghiệp ở tuyến sau, trong đó có sự giúp sức của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt. Nhờ đó, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng luôn bình tĩnh, an tâm ngày đêm bám trụ trên từng điểm chốt dã chiến, đấu tranh ngăn chặn triệt để vấn nạn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Khi mà người dân thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ cho hoạt động này thì những lời gửi gắm của người dân, mà đặc biệt là chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, muốn chuyển tải đến các anh, tất cả mọi người đều luôn hướng về các anh. Rất là hy vọng các anh luôn luôn vững lòng tin và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.